Dung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, ngành Ngân hàng Hưng Yên huy động được 130,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, vượt 8,2% so với mục tiêu đề ra. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 98 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm, vượt 2,5% so với mục tiêu đề ra. Các tổ chức tín dụng tích cực xử lý thu hồi nợ xấu. Năm 2024, ngành Ngân hàng Hưng Yên tập trung thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm như tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chương trình kế hoạch nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, của tỉnh và của các ngân hàng cấp trên, thực hiện tốt công tác huy động vốn với các mức lãi suất linh hoạt, tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, toàn tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 62.750 người, tăng 19% so với năm 2022. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 31%. Tổng số lao động được giải quyết việc làm là 24.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,86%. Trong năm, tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà 191.749 lượt người có công, gia đình liệt sĩ, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 24.250 người lao động, tuyển sinh đào tạo nghề cho 67.500 người, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt hơn 92%, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm còn 0,71%, 100% số đối tượng gặp khó khăn đột xuất, đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng được trợ giúp kịp thời, cải thiện nâng cao đời sống cho người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội. Dạo quanh khu chợ Hoa Xuân tại thành phố Hưng Yên cũng như chợ trung tâm tại các huyện thị xã cho thấy thị trường hoa cây cảnh năm nay tại Hưng Yên khá đa dạng về chủng loại, kích thước, màu sắc, kiểu dáng và giá cả nên đã thu hút đông đảo người dân đến mua. Nhiều nhất ở thời điểm này vẫn là hai loại cây cảnh đặc trưng cho Tết ở miền Bắc là đào và quất. Giá bán dao động từ 1 đến 3 triệu đồng một cây đào, từ 500.000 đồng đến 2 hay 3 triệu đồng một cây quất cảnh. Đối với một vài dáng đào quất thế, đào thất thốn có giá cao hơn từ 5 đến 7 triệu đồng. Cá biệt có những gốc cổ đẹp lạ có mức giá cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Thị trường hoa năm nay cũng xuất hiện thêm nhiều loại hoa mới như hoa bình, hoa địa lan nghệ thuật cắm trên các loại gỗ lũa, tiểu cảnh, phong thủy cũng thu hút đông đảo người dân mua sắm. Mức giá dao động cho các loại hoa nghệ thuật này dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Theo đó, tuyến cao tốc này có chiều dài gần 27 km, điểm đầu dự án kết nối với tuyến N2 thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, điểm cuối tại nút giao An Bình thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn 1, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, bề rộng mặt đường 16m. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô mặt cắt ngang của tuyến Mỹ An - Cao Lãnh được nâng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, bề rộng mặt đường 30,75m. Quy mô công trình cầu phù hợp với quy mô nền đường. Tuyến cao tốc được thiết kế với bình đồ, mặt cắt dọc và các yếu tố hình học phù hợp với tiêu chuẩn đường cao tốc có vận tốc thiết kế 100 km/h. Với phương án trên, Bộ Giao thông Vận tải tính toán tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 6.127 tỷ đồng. Sáng nay, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chiếc xe khách đang chạy tuyến Đắk Lắk - Thừa Thiên Huế bất ngờ lao xuống vực khiến hai người chết, nhiều người bị thương. Ô tô khách dừng nằm 47B010 do anh T
36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông theo hướng Nam Bắc đến vị trí trên đã bất ngờ lao sang phía đối diện, tông đổ lan can đường rồi lao xuống vực sâu. Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng khi trời lạnh và mưa rất to. Theo báo cáo nhanh của công an xã Hòa Bắc, xe khách bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, hai người tử vong, nhiều người bị thương, những người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Lái xe cho biết trên xe có 19 hành khách và 3 lái xe phụ xe. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, buổi sáng nay thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ giảm xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm rét hại. Học sinh các trường tiểu học mầm non trên địa bàn được nghỉ học tránh rét. Ngày 22 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo các đơn vị trường học trực thuộc về việc cho học sinh mầm non tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Các nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn, bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Các trường có tổ chức bán trú đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Các trường nhóm lớp mầm non trông giữ trẻ bảo đảm có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ. Sáng nay, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ xe tải chở 1.908 chai rượu Chivas Regal 18 không có hồ sơ chứng tử. Vụ bắt giữ diễn ra lúc 1 giờ cùng ngày trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Khi lực lượng chức năng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 75C052 do tài xế Nguyễn Thanh Tuấn, 37 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, lưu thông theo hướng Bắc Nam, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.908 chai rượu ngoại mang nhãn hiệu Chivas Regal 18, giá trị hơn 2,8 tỷ đồng. Đây là số lượng rượu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp liên quan đến lô hàng nói trên. Cảnh sát Mỹ ngày 22 tháng 1 cho biết 7 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng vào hai nhà dân tại khu ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois. Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm. Trả lời báo giới, cảnh sát cho biết đã nhận được thông tin về vụ xả súng vào trưa 22 tháng 1 theo giờ Mỹ. Hiện chưa có thông tin về động cơ vụ tấn công. Tuy nhiên điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy các nạn nhân là thành viên trong cùng một gia đình. Cảnh sát địa phương đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI để truy tìm nghi phạm. Được xác định là một thanh niên 23 tuổi. Đối tượng là người Mỹ gốc Phi, có địa chỉ tại khu dân cư nơi xảy ra vụ việc và có quen biết các nạn nhân. Cảnh sát cảnh báo đối tượng này có mang theo vũ khí và nguy hiểm. Chiếc vàng Olympic thường được coi là biểu tượng của Thế vận hội lại càng mang một ý nghĩa đặc biệt hơn ở Thế vận hội Olympic trẻ mùa đông 2024. Nước chủ nhà Hàn Quốc đã thắp sáng chiếc vàng kỹ thuật số đầu tiên nhằm mang đến một Thế vận hội xanh và bền vững. Những ngọn lửa màu đỏ và màu cam trông y hệt như thật. Đây chính là chiếc vạc kỹ thuật số đầu tiên trong lịch sử Olympic. Chiếc vạc đặc biệt này đang được thắp sáng ngoài trời tại công viên Olympic Gangneung ở tỉnh Gangwon, phía đông Hàn Quốc. Chiếc vạc kỹ thuật số là một phần trong mục tiêu của Gangwon nhằm tổ chức một thế vận hội xanh và bền vững. Chiếc vàng này sẽ phản ánh điều kiện thời tiết thực tế tại địa phương dựa trên dữ liệu từ Cục Khí tượng Hàn Quốc. Chẳng hạn như khi trời mưa, ngọn lửa cũng không hề bị dập tắt. Chiếc vàng kỹ thuật số sẽ tiếp tục được đốt cháy cho đến lễ bế mạc vào ngày 1 tháng 2 tới đây. Đến hẹn lại lên, hàng nghìn khách tham quan đã tập trung tại quảng trường bảo tàng ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan để tham gia lễ hội Ngày Hoa Tulip Quốc gia hôm 21 tháng 1. Ngày Hoa Tulip Quốc gia được Hiệp hội Quảng bá Hoa Tulip Hà Lan tổ chức để đánh dấu một mùa hoa mới của năm. Điểm nhấn của lễ hội là du khách sẽ được hái hoa tulip miễn phí tại vườn. Vườn hoa tulip với hơn 200.000 bông hoa rực rỡ được đặt tại quảng trường bảo tàng Amsterdam. Nhiều du khách thích thú khi được đến đây ngắm nhìn và tự tay hái những bông hoa mình yêu thích. Ngày Hoa Tulip Quốc gia 2024 đánh dấu năm thứ 11 sự kiện này được tổ chức tại Hà Lan. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên vào đầu mùa vụ hoa tulip để quảng bá du lịch và sản phẩm xuất khẩu chính của nông nghiệp nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.